Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 5, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, tại Thiền viện Trúc Lâm, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Đại lễ có sự tham dự của trưởng lão Hòa thượng Châu Tì, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến dự đại lễ có ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh, huyện Thoại Sơn và các chư tôn tăng ni Phật tử trong tỉnh. Tại đại lễ, Hòa thượng Thích Thiện Thống, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đã tuyên đọc diễn văn của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ôn lại ý nghĩa lịch sử của đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp khẳng định, đại lễ là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã, vị tha, đầy yêu thương và trí tuệ. Không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi khổ đau cá nhân, kiến tạo môi trường an lạc cho vạn loài chúng sanh. Phát biểu tại đại lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Tiết Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chúc mừng chư tôn tăng ni Phật tử trong tỉnh đón đại lễ Phật đản vui tươi, an lạc, hạnh phúc và thắm tình đạo trị. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong thời gian qua, chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiết Hùng mong rằng thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục vận động, động viên tăng ni và Phật tử đồng hành cùng Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, luôn giữ vững, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động Phật sự phục vụ cho cả hệ thống giáo hội từ trung ương đến địa phương. Phát huy tinh thần đoàn kết đạo đời, gắn bó trong mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn kết tôn giáo để góp phần công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương An Giang ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trị giá 500 triệu đồng do Chùa Tây An, thành phố Châu Đốc hỗ trợ. Đồng thời trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo huyện Thoại Sơn từ nguồn ủng hộ của tăng ni các tự viện trong tỉnh. Ngay sau đại lễ là các nghi thức niệm hương, đảnh lễ Phật hiệu, nhắc lại những sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật lịch sử, dâng hoa cúng dường, hồi hướng và thả bông bóng, nguyện cho đất nước hòa bình, chúng sanh an lạc.